Năm 2017, lũ về sớm và lớn, tuy nhiên, nhiều phụ huynh đã lơ là trong quản lý để trẻ em tự do tắm sông trên dòng nước nổi, không mặc áo phao cũng như không có người lớn trông coi. Tại các xã đầu nguồn của huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, tình trạng nhiều trẻ em rủ nhau tắm đang diễn ra khá phổ biến vào các buổi chiều muộn. Việc tắm sông trên dòng nước lũ không mặc áo phao và không có người lớn trông coi thì nguy cơ đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, trẻ em thường leo trèo lên các nơi cao để nhảy xuống dòng nước xiết rất nguy hiểm. Quan ngại hơn, các em thường tắm theo nhóm nếu xảy ra đuối nước thì tình trạng lôi kéo nhau là điều khó tránh khỏi